khảo sát của công ty Leloan với sự nhập cuộc của 2.000 người đã nói lên rất nhiều điều về mối liên quan giữa công việc và đời sống tình dục của họ. Trong đó, nông dân là nhóm đối tượng làm tình nhiều nhất với 33% khẳng định họ làm chuyện đó ít nhất một lần mỗi ngày. Xếp nhì là nghề kiến trúc sư 21% khẳng định làm tình ít nhất một lần mỗi ngày, và thứ ba là thợ làm tóc 17% làm tình ít nhất một lần mỗi ngày. Và có vẻ như công việc nặng trĩu nhọc liên quan đến thể chất nên nông dân được đền bù khá xứng đáng trên giường, 67% người được khảo sát có hiệu suất giường chiếu xếp ở mức đáng quản hồn ngạc. Ở đầu kia của thang điểm, các nhà báo hoặc người làm biên tập lại có nỗi bế tắc khá lớn, 1/5 người nhập cuộc khẳng định họ chỉ quan hệ tình dục một lần mỗi tháng. Trong khi đó, khảo sát của Lelo tiết lộ rằng các luật sư là nhóm đối tượng khó hài lòng trên giường nhất, với 27% thừa nhận đã giả vờ đạt cực quái khi quan hệ tình dục. Kate Moyle, một chuyên gia tại Lelo, cho biết, ngay cả trong các nhóm ngành nghề giống nhau, chúng ta phải xem xét đến sự khác lạ cá nhân như vận động thể chất hay dùng trí óc nhiều hơn, yếu hèn tố này ảnh hưởng đến đời sống tình dục của mỗi người. Cụ thể, các yếu hèn tố về lối sống có tác động đến sức khỏe và ngoại hình của chúng ta, chứ không riêng đời sống tình dục. Dưới đây là bảng xếp hạng ngành nghề có tần suất quan hệ tình dục nhiều nhất. 1. Nông dân. 2. Kiến trúc sư. 3. Thợ làm tóc. 4. Người làm quảng cáo. 5. Giáo viên và luật sư. Bảng xếp hạng ngành nghề có đời sống tình dục đáng quản hồn ngạc. 1. Nông dân. 2. Bác sĩ. 3. Kiến trúc sư. 4. Công nhân. 5. Người làm quảng cáo. Vì sao lối sống cũng như nghề nghiệp liên quan đến vận động thể chất trí óc lại ảnh hưởng đến đời sống tình dục? Tiến sĩ Sarah Nasserzadeh, tác giả cuốn sách Đáp án cho cực khoái, khẳng định, hoạt động thể chất thường xuyên ảnh hưởng đến cường độ và chất lượng cuộc yêu, nó làm tăng tiết testosterone, tăng lưu lượng máu xuống dương vật và thậm chí cải thiện trình độ đạt cực khoái ở cả nam lẫn nữ. Farmer sợ quân, động tác luyện tập mô phỏng tư thế sách nặng trĩu của nông dân được dân thể hình ưa chuộng. Nghiên cứu giúp của Đại học Baylor Mỹ cho thấy nồng độ testosterone ở nam giới đạt mức cao nhất trong vòng 48 tiếng sau khi tập tạ hoặc nâng vật nặng trĩu. Ngoài ra, viện nghiên cứu giúp Neen Lan Mỹ cho thấy kích thước dòng eo của đại trượng phu tương quan với nồng độ testosterone. Cụ thể, đại trượng phu có dòng eo lớn hơn 94cm thường có nồng độ testosterone thấp. Điều này lý giải vì sao nông dân lại là nghề nghiệp thăng hoa trong tình dục vì họ phải công tích nặng trĩu nhọc mỗi ngày. Trái lại, những nghề nghiệp chủ yếu hèn sử dụng trí óc, phải ngồi bàn giấy và dãy trét thường khiến người ta tăng cân, béo bụng và dẫn đến nồng độ testosterone thấp. Tham khảo Mirrors.